Vậy thôi nào, ngày đầu đi làm mà đi trễ thì không hay lắm, mình cũng phải tìm đường nữa. Hoàn hảo rồi đó, bắt đầu thôi nào. Wow, thành phố mình phát triển nhanh thật. Ở đâu cũng có thể kết nối wifi, đường truyền mạng thì đua nhau nâng cấp. Tiếc cho thời ba mẹ mình ngày xưa, không được phát triển hiện đại như bây giờ. Bảo anh, hôm nay em đến đây nhận việc ạ. Chào em, anh là Khoa, trưởng phòng kinh doanh. Anh cũng nghe nói về em. Dạ. Em lên trên. Đây là vị trí làm việc của em. Đây là tài liệu sản phẩm và lịch sử hình thành của em. Dạ, rồi, tốt anh ạ. Em đã xem cái tài liệu anh đã gửi cho em chưa? Dạ, em cũng có tham khảo trước ở nhà rồi cho nên cũng nắm được phần nào đó. À, như em đã biết thì NSB là một trong những đối tác cung cấp thiết bị mạng hàng đầu tại Việt Nam từ những năm 1999. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho em những sản phẩm mà chúng ta đang cung cấp. Em có thể thấy hệ thống cáp cấu trúc do trung tâm dữ liệu và tòa nhà thương mại. Tủ rắc chứa máy chủ và thiết bị mạng với thiết kế chuyên dụng. Còn đây là thiết bị kiểm tra đo chứng nhận hệ thống cáp. Hệ thống quản lý hạ tầng, trung tâm dữ liệu, thiết bị lưu điện, thiết bị in ấn nhãn và đánh dấu cáp, hệ thống camera giám sát kỹ thuật số, quản lý tòa nhà và kiểm soát ra vào. Và chúng ta đang hướng vào mảng năng lượng xanh để đáp ứng xu thế trong tương lai cùng với nền tảng hạ tầng mạng mà công ty chúng ta đang cung cấp, hỗ trợ cho Internet kết nối vạn vật, cũng như những sáng kiến cho thành phố thông minh như hệ thống quản lý giao thông, chiếu sáng đường phố, giám sát công cộng, kết nối các cơ quan, trường học, bệnh viện, v.v. Nè mẹ, mẹ mẹ cho con hỏi là giờ con sao rồi mẹ hả? Sao giờ này mày vẫn chưa về đấy con? Thật lý là giờ này là mày phải ở bên cạnh vợ mày chứ. Con xin lỗi mẹ, tại vì sáng nay con có một cuộc họp á với đối tác nước ngoài, đang ký kết hợp đồng nên con về không có được. Để thông cảm con. Vợ mày mới sinh xong sao mày không tranh thủ mà về? Thôi, mày cứ yên tâm làm đi, có mẹ ở đây lo cho bé rồi nha. Mẹ giúp con cho con coi hình vợ con với là con có con với mẹ hả? Ở video thế nào nhỉ? À, đây rồi. Cái nó run quá mẹ, nó hơi mờ. Mẹ giúp con chỉnh cái điện thoại lại nó cẩn thận chút xíu để con nhìn rõ mặt là con với con với. Đấy nha, mẹ quay toàn cảnh luôn đây này. Hai mẹ con đều khỏe, vợ con sinh thường chứ không phải sinh mổ nha. Dạ đúng rồi anh, mạng viễn thông giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn nếu mà tay biết sử dụng nó đúng cách anh nhỉ. Em mong là trong thời gian sắp tới này thì anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn. Dạ em cảm ơn anh.